Một chiêu lừa đảo mới ở tỉnh An Giang mà quý vị cần hết sức cảnh giác. Theo đó, mới đây một nam thanh niên đã nhờ chủ cửa hàng chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi tháo chạy. Liên quan đến vụ việc này, công an xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn cho biết rằng đơn vị đã tạm giữ và củng cố hồ sơ đề nghị xử lý đối tượng Bùi Văn Vũ Linh, sinh năm 1991, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không có tiền đánh bạc trực tuyến nên Bùi Văn Vũ Linh đã nảy sinh ý định đi lừa đảo. Trước đó vào ngày 11 tháng 6, Linh điều khiển xe máy đến cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động ở xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn do bà Tạ Thảo Ly sinh năm 1990 làm chủ. Tại đây, Linh đưa hai số tài khoản ngân hàng rồi nhờ bà Ly chuyển vào hơn 16 triệu đồng. Chuyển xong, bà Ly yêu cầu Linh thanh toán tiền đã chuyển hộ và phí thì Linh nói chờ ra xe lấy tiền, sau đó điều khiển xe máy bỏ chạy. Qua tin báo từ bị hại, cơ quan công an xã Tà Đảnh nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã mật phục bắt giữ Linh khi đối tượng này đang trên đường về nhà, đồng thời khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.